Chào mọi người, hôm nay mình giới thiệu hệ thống đi oxy ống đáy rất tiện lợi, nhưng mà công đoạn cải tạo rất là mất công. Thì cái này là qua nhiều lần cải tiến. Vậy bây giờ mới rút ra được cách làm này. Quan trọng là cái hiệu quả oxy nó rất là mịn so với là những kiểu khác. Và chi phí cũng rẻ hơn. Hiện tại ở hồ là có 110 vòi oxy như đi. Bây giờ đang cho bật nước để cài để thử nghiệm. Ngày mai bật oxy lên xem sao. Oxy rất là dày đặc. Cách 5 mét là có một cái. Rất là khỏe đó, làm sạt mặt bát luôn, lưỡi qua là không mắc lưới. Oxy ống đáy. Đây là kết quả. Oxy rất là mịn nha. Độ hòa tan rất là cao. Rất là tiện lợi. Kéo tôm không sợ mắc lái. Làm sạch bàn rồi. Kéo tôm không sợ mắc lái. Ok, cảm ơn mọi người. Mình sẽ làm một clip nếu như mọi người quan tâm. Mình sẽ làm clip cụ thể về cái quá trình làm cái hệ thống oxy đáy ống đáy này. Cũng chia sẻ với mọi người. Cảm ơn mọi người.